Hôm nay Linh Kiện Việt Phone sẽ hướng dẫn anh em lắp đặt máy vào rong keo lạnh cầm tay. Đầu tiên tháo ốc và gỡ vỏ máy ra để châm nước làm lạnh vào. Khi mua máy bên mình sẽ kèm theo một chai nước làm lạnh để cho anh em nha. Thì anh em nên nhớ là châm không quá đầy, gần nắp chai thôi. Nếu mà đầy quá thì nó sẽ chèn ra và nó làm sẽ ảnh hưởng tới điện ở trong đây ha. Thì khi mà đổ xong thì chúng ta sẽ siết ốc vào và gắn cái vỏ máy vào lại. Lưu ý làm theo quy trình châm nước làm lạnh vào máy trước rồi mới cắm điện nha anh em. Mức volt hợp lý chỉnh là 12V. Khi bấm nút nguồn máy hoạt động, chúng ta sẽ thấy nước bắt đầu chảy và anh em nên để tầm 1-2 phút để nó làm lạnh cái đầu này ha. Thì trong 1-2 phút chờ thì bắt đầu mình sẽ lắp keo. Mặt răng cưa là ở dưới và mặt trơn là ở trên. Xong thì bắt đầu mình sẽ tiến hành lắp vào máy. Khi lắp vào máy thì chúng ta hãy cẩn thận cái đầu kim. Nếu mà mình mạnh tay quá thì đầu kim nó sẽ gãy ha anh em. Thì khi lắp xong máy mình đã bắt đầu cũng đã làm lạnh rồi thì mình sẽ test keo ở trên giấy trước để cho cái độ mượt nó như thế nào ha. Thì đây đó, keo rất đều. Và cảm ơn em.